Chiều ngày 6 tháng 12, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam WWF Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động sinh kế dựa vào tự nhiên tại các xã vùng đệm khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, thị xã Tịnh Biên. Hội nghị là một trong các hoạt động thuộc dự án thực hiện các giải pháp dựa vào thiên nhiên nhằm khôi phục các vùng đất ngập nước và các quá trình tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023-2025 tại khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, gọi tắt là dự án Mekong NBS, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt và tiếp nhận theo quyết định số 1395 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Tại hội nghị, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam cùng các đại biểu đã trao đổi thảo luận các nội dung, chia sẻ nội dung dự án đến các ban ngành của thị xã Tịnh Biên, kết nối với các tổ nhóm nông dân đang hoạt động tại vùng đệm xã Vĩnh Trung, xã Văn Giáo, phường Thới Sơn, tìm hiểu các mô hình quỹ quay dòng vốn cộng đồng đang hoạt động tại địa phương, tìm hiểu các mô hình nông nghiệp dựa vào tự nhiên, nhất là trong mùa lũ mà địa phương đang khuyến khích thực hiện, chia sẻ và lấy ý kiến dự thảo quy chế hoạt động quỹ xem dòng vốn thuộc dự án Mekong NBS và nhiều nội dung khác có liên quan đến các hoạt động sinh kế dựa vào tự nhiên tại các xã vùng đệm khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư. Ngoài các hoạt động triển khai trong khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư nhằm phục hồi các sinh cảnh đất ngập nước quan trọng, dự án Mekong NBS sẽ hỗ trợ triển khai các mô hình sinh kế tại vùng đệm, tại các xã Vĩnh Trung, xã Văn Giáo, phường Thới Sơn và hỗ trợ một quỹ xem dòng vốn nhỏ giúp phụ nữ và thanh niên ở địa phương cải thiện mô hình canh tác hoặc triển khai các mô hình sinh kế mới.